Tật xấu có nghĩa là chắc phải để bạn nữ khám phá quá. Khám phá. Anh phải nói đây để em biết chứ. Em thích anh thích em vậy đó. Vậy đó. Dạ. Còn trả lời làm sao? Thì anh thích con gái. Anh thích con gái. À, thấy chưa? Thích con gái. Anh là một người sống rất là đơn giản. Dạ. Yêu ghét rõ ràng và cũng muốn có được một cái người phụ nữ để mà chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui. Dạ. Hôm nay gặp Lan thì mình cũng rất là mừng. Mừng vì gặp được một người bạn rất là đáng yêu. Và cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã lựa chọn cho mình cô gái. Và mình rất là thích. Mời đàn trai. Rồi, chào đàn trai. Mời đi em. Xin mời đàn gái. Bây giờ hai bên có mặt là mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, trước hết là em chào anh Quyền Linh cùng cô Hồng Vân toàn sao thể lại anh Quyền Linh giả. Mà cô Hồng Vân là sao, lý do coi nó giới thiệu lại đó, chào lại coi sao nè. Không, tôi đi về, tôi đi về đó, tôi không mai mối gì đâu nha. Giận rồi đó. Dạ chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân. Tôi tiếp tục này... làm mai. Em tên là gì? Dạ em là Nguyễn Nhật Quang. Sinh năm 1987, quê quán là Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Giờ Quang đang làm ở đâu? Dạ mua bán tự do ở bên Tân Phú ạ. À, ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Rồi, mình giới thiệu về mình đi mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh, anh bạn kế bên và các khán giả đang xem chương trình hôm nay ạ. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, năm nay em 30 tuổi, em hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm tại bệnh viện phụ sản Mê Công về phòng kế hoạch tổng hợp, về mảng chăm sóc khách hàng ạ. Lan có thể cho đàn trai biết chút xíu ưu điểm và khuyết điểm của mình được không Lan? Ưu điểm của em là dễ gần, thân thiện, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng tốt. Bây giờ mình có cái điểm xấu nào không? Em có tật xấu là em nói chuyện chảy nước. Nói chuyện điệu chảy nước đúng không? Em ơi khoan, anh nghe cái vụ này anh thấy kỳ nha. Thuyết phục khách hàng tới đó đẻ mà chảy nước. Thuyết phục xong mà ta đẻ luôn giữa chừng luôn rồi đó. Em thử coi cái lúc mà em thuyết phục khách hàng á, em sẽ nói kiểu như thế nào mà ví dụ em nói là anh chảy nước. Đẻ nè, anh đang có bầu nè. Chị ơi bây giờ tôi muốn tới đó sanh đẻ đó, thì tôi làm sao hả chị? Nói đi, tôi thuyết phục nè. À, chị chờ em một chút nha, em sẽ tư vấn cho chị. Trời ơi, tôi mất chị đẻ đang lắm đau hả? Nhanh lên để tôi coi tới bệnh viện nào nè. Ôi chị thích tới bệnh viện chưa chị? Chị đang ở bệnh viện rồi ạ? Tôi đang ở nhà mà tôi đau rồi. 9 tháng 9 ngày rồi. Chết rồi, vậy mình phải gọi xe taxi đến nhanh nha chị. Tôi đẻ đó tôi được cái gì nè? Trời, chị đến đây sẽ được em chăm sóc tận tình nè. Nhưng mà tôi đẻ đó tôi được cái gì? Bệnh viện em có các bác sĩ chuyên nghiệp và các nữ sinh tận tình chăm sóc chị đó. Trong đó có em là nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ mình nữa. Từ lúc mọi nơi, lúc mình nào chị cần ạ. Đẻ đâu mắc không? Chi phí nó không hến đến nổi đâu chị. Trong khả năng của mình em nghĩ vậy á. Rồi chịu đẻ chưa bà nội? Chị sao rồi? Bà chịu đẻ chưa bà nội? Sao rồi? Tôi đẻ luôn rồi. Trời ơi, nó thuyết phục vậy đó anh thấy được không? Dạ tốt ạ. Tốt hả? Bài bản anh. Còn mình là sao? Ưu khuyết điểm sao, giới thiệu cho đàn gái biết đi. Em thì rất là nhiều bạn. Trước đây em tốt nghiệp kiến trúc, làm thì chuyển về làm gia đình, về nghề vải. Và em chuyển qua bán quần áo, về thời trang. Bán quần áo con trai hơn gái? Dạ đồ nam. Rồi. Ủa làm sao là cái đó điểm mạnh là đi bán đồ hả? Dạ điểm mạnh hiện tại là cái rất nghiệp. Là nhiều bạn em giao thiệp rộng đúng không? Dạ đúng rồi. Có tật xấu gì không? Có tật xấu gì không kìa? Tật xấu có nghĩa là chắc phải để bạn nữ khám phá quá. Khám phá. Anh phải nói đây để em biết chứ. Sao thấy có vẻ châu chuốt quá vậy? Tại vì em cũng quen biết với lại mấy anh em thiết kế. Cho nên lúc nào là cũng đi ra đường với một tâm thế là lúc nào cũng gọn gàng châu chuốt. Bóng bẫy đó. Bóng hả? Có bóng không? Bóng bẫy. Ta phải để chữ bẫy vô. Nhưng mà cái mắt của Linh kỳ lắm. Mắt của Linh là bóng bẫy rất là nhẹ nhàng. Ở ngoài đời em là bạn nam thích em nhiều hay là bạn nữ thích em nhiều? Đến chương trình thì em cũng tìm bạn gái nên em cũng ít gặp bạn gái nhiều. Cái khuyết điểm của em hiện tại đó là
chưa dám, không có chủ động trong các mối quan hệ đối với bạn nữ, đúng rồi, và tìm hiểu các bạn nữ. Mấy bạn nam thì mấy anh em có như nào thì đó là của người ta, mình chỉ bạn bè thôi. Tức là cũng có con trai thích, cũng có con gái thích, thì cũng có một vài người ngỏ lời lên nữa. Có ngỏ lời không? Ai ngỏ lời hả? Dạ có chứ. Ngỏ lời sao? Thì ví dụ như em thích anh thích em vậy đó. Vậy đó. Dạ. Rồi anh trả lời sao? Thì anh thích con gái. Anh thích con gái. À, thấy chưa, thích con gái lo cái chỗ đó nhất á. Vậy mà cuộc sống nó hấp dẫn vậy. Nói nghe nè, em tưởng tượng về cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào? Ngoan hiền, trắng, cao, dễ thương, trẻ, khỏe mạnh, nhanh nhạy, lên lẹ, thì trong đó đã có sức khỏe rồi. Là bây giờ em đã sẵn sàng lấy vợ chưa? 34 tuổi rồi đó. Dạ, đã sẵn sàng để lập gia đình rồi chị. Nếu như ví dụ gặp cái người bạn mà ưng ý mình cái là bao lâu thì em lập gia đình? 6 tháng. 6 tháng. Trời, ta nhanh luôn. Dạ, kể đó. Nhưng mà trước khi anh qua gặp bạn gái em, hãy cho bạn gái biết là em đã trải qua cái đường tình duyên như thế nào, mấy mối tình? Dạ, cũng vài mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? Cũng vài năm. Tại sao chia tay? Dạ, tại vì cô ấy qua nước ngoài, còn mình thì mới cũng trắc trở nên là nhiều cái không hiểu nhau. Rồi, sao mà cách lòng rồi đúng không? Chào em gái. Chào anh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là khoảng vài tháng. Rồi. Mối tình thứ hai là khoảng gần 8 năm. 8 năm rồi. Dạ. Lý do? Dạ, chắc do đó còn trẻ mê trai anh. Em quen bạn đó vì em mê trai. Mê trai em mới quen bạn đó. Nhưng mà đừng hỏi lý do tại sao em chia tay bạn dạ, đó. Dạ, vì bạn em không có ý chí à. Còn một người ý chí vươn lên trong công việc và cuộc sống. Chứ không phải em mê trai, em yêu bạn 8 năm sao em thấy con trai kia đẹp hơn em bỏ bạn đó. Dạ, không có. Thấy chưa, nãy hiểu lầm, nói dễ hiểu lầm lắm á. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ, cao hơn em, chân thành trong tình cảm à. Em thích giống ai nè? Em thích giống thủ môn Đặng Văn Lâm. Đây cũng giống rồi nha. Con nét giống Đặng Văn Lâm á, với bạn nam bệnh. Thôi được á. Bây giờ á, em ghét điều gì ở đàn ông nè? Dạ, em ghét con trai mà hay nhậu nhiều. Nhậu nhiều có không? Lâu lâu cũng có nhưng mà không có nhậu. Dạ. Rồi ghét gì nữa? Dạ, lăng nhăng. Lăng nhăng, ta đó có mối tình có mấy năm mà. Dạ. Tại vì người ta đi nước ngoài ta mới chia tay thôi. Dạ, anh có keo kiệt không anh? Keo kiệt có không? Keo kiệt á hả? Chắc cũng có. Chắc cũng có. Chút không sao anh. Là sao? Keo kiệt sao, cỡ keo kiệt nhất của em là sao đâu cưng? Phụ nữ giống như đôi khi muốn mua gì đó mà cái em thấy cái đó ở nhà nó cũng có thì thôi ở nhà dùng tạm đi, để dành mua cái nào lớn hơn, chứ cái đó nhiều khi xài không đủ phí. Dạ, em cũng vậy đó. Ví dụ như giờ người ta nói anh ơi, mà có loại son mới ra Yurika đó, nhưng nhà em còn em quá trời son luôn, nhưng mà Yurika mới ra bộ 5 cây 5 màu thì anh muốn mua thêm để chơi gì đó mà được không? Dạ, nhưng mà cái đó tốt hơn những cái khác thì sao? Xài thử đi. Mấy cái kia cũng tốt. Mua mà nhiều, mua cây thôi, mua cây xài thử. Không, anh muốn 5 cây à, được. Muốn mua 5 cây xài luôn à. Được không? Chắc được chứ. Chắc được nha. Suy nghĩ. À, nói chung là cậu ấy có một chút gọi là keo, nhưng mà tính toán cho gia đình thôi. Dạ. Thấy không? Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mấy chị đồng nghiệp và chị họ của em ạ. Rồi, xin mời đại diện đàn gái cho tôi xin ý kiến coi. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và chào hai em. Em là chị đồng nghiệp của bé Lan. Thì Lan ơi, chị thấy bên đàn trai rất là dễ thương, hai người rất là xứng đôi. Tiêu chuẩn của em á, với bé Lan là chị thấy đáp ứng hết luôn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Rồi, Quang đi với ai? Dạ, có bố mẹ và em trai và em dâu. À, có bố mẹ rồi, xin chào cô chú. Chào hai bác, chào anh ạ. Xin chào MC Hồng Vân và Quyền Linh. Và xin chào khán giả màn hình nhỏ. Tôi là mẹ của cháu Nhật Quang á. Thì nói chung là bên này nhận xét về cô dâu đây là cô con gái đây là rất là dễ thương. Đến đây thì giống như là mình đã có một cái cơ hội. Thì cô nghĩ rằng là con và bạn bên này là cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Cô nghĩ rằng là con nên về đợi cô nha. Đợi cô á, về mặt mà tình cảm thì con cứ yên tâm đi, về đợi cô là phụ nữ, cô sẽ ủng hộ con hết mình đó, khi mà có chuyện gì. Trời ơi. Dạ, con cảm ơn cô. Tuyệt vời quá. Dễ thương quá. Rồi, cảm ơn hai họ nha. Bây giờ mình mở rào coi hai đội cảm nhận gì nhau thế nào. Mở rào. Vấn đề là của Quang đấy. Dạ, hồi hộp quá anh. Thoải mái lên nào Quang, thoải mái lên. Dạ. Bắt đầu đi Quang. Chào bạn. Dạ, chào anh. Có gửi những bạn
Dạ, em cảm ơn anh. Chúc em luôn lúc nào cũng tươi như hoa. Dạ, dạ. Em có món quà cũng tặng anh. Em tặng anh cuốn sách đó, Đừng bao giờ đi ăn một mình á. Khi nào anh muốn đi ăn hay gọi em đi ăn chung ha. Nhất định rồi. Dạ, và có một bài thơ muốn tặng anh nữa. Dạ. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, ông tơ bà mối đưa đò xe duyên. Em thì lận đận chân chuyên, vì người chưa đến vì duyên chưa màng. Không cần anh đẹp cao sang, chỉ cần anh tốt sẵn sàng thương em. Thương em lòng phải cho tròn, đừng yêu đừng đến khi còn vắng hương. Đôi dòng bày tỏ yêu thương, mong rằng anh sẽ chung đường với em. Cảm ơn Lan. Đáp lại liên quan. Anh Quang hát đi anh Quang. Anh muốn hát bài gì để tặng em ạ? Bài chân tình ha. Dạ, bài đó em thích đó. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng, em đẹp như nhân sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen, nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh. Rồi, hay quá. Anh hát rất hay ạ. Được rồi đó, về vị trí ngồi đi các bạn. Mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Cô gái đáng yêu anh ạ. Em có theo cái tiêu chuẩn của anh đang tìm không ạ? Có. Dạ. Lan thấy mình như nào? Dạ, em cảm nhận anh là nhìn anh rất là đáng yêu và dễ thương, đẹp trai hơn em nghĩ. Dạ, và anh cũng yêu tính nữa. Cảm ơn Lan. Dạ. Còn em nghĩ về Lan thế nào, nói cho cô biết đi. Lan có thích du lịch không ta? Dạ có, em thích đi du lịch lắm anh. Dạ, hay đi làm từ thiện nữa. Tốt quá ha. Lan có thể cho mình một tuần được bao nhiêu ngày để mà có thể là mình cùng hẹn nhau ăn uống? Dạ một tuần thì em đi làm từ thứ hai thứ bảy à. Em thì cũng rảnh vào buổi tối thì em có thể sắp xếp đến 2-3 ngày để gặp anh. Dạ. Còn anh như thế nào ạ? À? Mình thì rất sẵn sàng, rất là vui. Dạ. Lan có thích chơi với lại các cháu hoặc là có hay nói chuyện với bà hoặc các gì hay không? Dạ có, em thích con nít lắm, em hay nói chuyện với dì, cũng hay đi chơi với dì, với các cháu ở nhà, hay dạy cháu dạy học cho cháu. Tại vì nhà mình thì các dì rất là đông, dạ. Tới 9 người, phía ngoại, phía nội chắc 7-8 người nữa. Dạ. Nên là nếu mà đám tiệc hoặc là có những cái cuộc gặp gỡ sẽ giao lưu rất là nhiều. Dạ. Và mình cũng thích phụ nữ có cái chủ động trong cái vấn đề đó. Dạ. Để mà kết nối gia đình nhiều hơn, kể cả các cháu. Em thích con nít lắm. Dạ. Thì em làm trong môi trường bệnh viện á, gặp các bà bầu với em bé thì nhiều nên nhìn mấy bé rất là đáng yêu, thích. Hai người nói chuyện cũng cưng lắm á. Giờ này nè, em hãy nói những cái suy nghĩ tận trái tim của mình về cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Giờ tôi đề nghị hai bạn đứng lên nắm tay nhau, bạn nắm tay nhau để cảm nhận cái điện nó có đồng điện không? Đó, nắm tay đi. Nắm hai tay. Nhìn thẳng vào nhau, nhìn thẳng vào nhau, đừng có nhìn đi đâu hết trơn á. Sự anh là một người sống rất là đơn giản, dạ. Yêu ghét rõ ràng và cũng muốn có được một cái người phụ nữ để mà chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui. Dạ. Hôm nay gặp Lan thì mình cũng rất là mừng vì gặp được một người bạn rất là đáng yêu và cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã lựa chọn cho mình con gái rất phù hợp, mình rất là thích. Em cảm ơn. Em cảm ơn là chia sẻ của anh rất nhiều ạ. Lan cảm nhận Quang thế nào? Em cảm nhận anh là một người mà giống như em đang cần tìm. Không run tay. Hồi hộp lắm. Lâu rồi mới nắm tay trai hồi hộp. Rồi, về chỗ ngồi đi các bạn. Dạ đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem những gì đã động lại trong trái tim mình. Và kiểm tra thật sự xem đây có phải một nửa mảnh ghép tương lai của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Trước mắt của ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả, chúng ta phải sống thật bằng trái tim của mình các bạn nhé. Bấm nút thật, yêu thương thật, suy nghĩ thật và có trách nhiệm thật với những gì mình đã nói. Sau 3 tiếng đếm ta quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Quang là người bấm liên tục đó các bạn. Nắm tay nhau đi Quang với Lan. Em cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân cùng với Lan.
Bây giờ nè, trước mặt bố mẹ của Quang nè, Lan muốn nói điều gì đi? Dạ, em chào hai bác, chào anh chị ạ. Hôm nay là tụi con chính thức là hẹn hò, mong hai bác chấp nhận cho tình yêu của hai đứa con hả? Đó, bắt tay gái gần đầu đó. Mình nắm tay, nắm tay, nắm tay. Dạ, chưa nắm mà. Tay. Ủa, không phải bắt tay? Nắm tay. Nắm sen tay, sen tay. Rồi. Ô, da mềm á. Hôn nụ hôn đầu tiên. Hôn má. Dạ, hôn má luôn hả? Ừ. Dạ, được. Dán cái tóc ra. Em cho anh hôn, cùng hôn nha. Ngọt cái lỗ tai của người ta, cái má ngoài. Dạ, cái má ngoài chỗ nào anh? Thì cái má chứ không phải trong lỗ tai. Chỗ cái má. Lan hung lại cái, Lan cho nó đỡ rung lên. Hai này dễ thương lắm nha. Cái mặt của thân cưng dễ sương. Không, thật sự thấy cưng lắm, hai đứa dễ thương lắm á. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúng ta giữ lấy để vào đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Và nhớ những gì nãy giờ mình nói trên truyền hình, nó là biên bản của tình yêu. Dạ. Không thể làm sai với tất cả điều đó nha các bạn nha. Bắt đầu từ bây giờ các bạn không phải đi ăn một mình nữa, mà các bạn sẽ đi đôi với nhau, ăn để trò chuyện với nhau, để hiểu yêu nhau nhiều hơn. Chúc các bạn sớm về chung một đội, giống như là mẹ của mẹ, em nói mẹ nãy nói. Đó, ha. À, dẫn về đội nhà đi. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh sẽ mời quý vị đến với cặp đôi thứ nhì. Em không thích mấy người không gọn gàng, lộn xộn á. Đi tắm, đi ngủ, đi ăn gì em cũng phải nhắc giống như em là mẹ. Một là háo danh, hai là háo sắc. Háo danh, háo sắc. Hay á, bạn này hay chưa, người ta đâu có dám nói là người ta là người háo danh, háo sắc. Còn mà bạn háo này dám nhìn nhận mình là người háo danh, háo sắc là ok rồi. Bên kia là 13, còn em là 8. 8 tuổi. 8 tuổi, có cộng nhiêu nữa không nè? Để gặp anh ấy rồi cộng sau. Bây em giờ đi tìm lắm nhưng mà mãi vẫn chưa thấy anh ạ. Mẹ em đi tìm hộ em á. Mẹ em đi tìm hỏi em luôn. Ngoài Bắc làm một giấy độc thân cho em, không mà tự đăng ký chương trình cho em luôn. Tự đăng ký cho em luôn. Dạ. Vấn đề là hôm nay em có muốn lấy chồng không? Có chứ, em quyết tâm em... rồi. 28 tuổi cộng 4 rồi chị. Chị đây 45 còn chưa chồng mà em lo gì em? Bình tĩnh em. Anh thấy em có sắc rồi đó, là bên kia bắt đầu thế nào cũng háo cho coi. Thật sự trong quá trình quen nhau thì ban đầu á là mình nghĩ là hai cái người đối lập nhau, bổ sung cho nhau, em được nghe như vậy. Nhưng được một thời gian đầu thôi, từ từ nó tới cái giai đoạn kết hôn á. Khác so với giờ yêu nhau. Anh muốn quen bao lâu thì anh kết hôn? Nếu mà nhanh thì là ngày mai, còn lâu thì chưa biết được. Thế thì mình kết hôn luôn đi anh. Mở app điều khiển từ xa có ngay bầu không khí mát lạnh chờ sẵn. Công nghệ Plasma Cluster Ion làm lạnh nhanh, ức chế virus tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả. Không gian mát lạnh trong lành, tận hưởng mùa hè cực sảng khoái. Công nghệ Plasma Cluster diệt khuẩn mát lạnh chuẩn thông minh. Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Đúng hẹn, hai chị em mình lại gặp nhau. Nhớ em quá. Em cũng nhớ chị quá. Không biết là hôm nay là những người đến với chương trình đương nhiên là họ đang e sắc é giống chị. Đó, chị đó là đồng cảnh ngộ. Và hôm nay chị muốn lắng nghe những cái câu chuyện, những cái khao khát tình yêu của họ như thế nào. Chị nghĩ rằng hôm nay chị sẽ ghép đôi thành công cả hai cặp đôi luôn. Dạ. Yeah. Các Tường xin mời hai bạn trai cùng bước lên sân khấu. Wow. Dẫu giờ còn chần chờ gì nữa, mời hai bạn gái xinh đẹp. Wow, chào em. Chào em. Rồi xuống đây. Quý vị khán giả ơi, quý vị nhìn lên thấy hôm nay bốn người tham gia chương trình có xứng với nhau không ạ? Ai xứng với ai, mọi người tiên đoán thử xem nha. Bây giờ Tường cũng đang nôn nao lắm nhưng mà chưa có đến giờ qua xem mặt nhà gái đâu. Bây giờ mình phải trò chuyện với hai chàng trai của mình trước. Có thể giới thiệu cho Tường nghe những cái thông tin về em không nè? Em tên gì? Dạ em tên Thắng. Mẹ em thì nói là em sinh năm 88 mới đúng, nhưng mà giấy tờ của em 87. Rồi, quê em là ở đâu Thắng? Dạ em ở Bến Tre chị. Ở thành phố lâu chưa? Em lên đây từ năm 2005. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Em đang làm về digital marketing cho một cái công ty chuyên làm dịch vụ cho những cái công ty khác. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em nghĩ là trong chuyện tình cảm thì cái điểm mạnh của em đó là em là một người biết lắng nghe, thấu hiểu người khác. Nhưng mà điểm yếu của em thì có thể là đôi khi em mong muốn người ta cũng sẽ như vậy đối với em. Có những người
sẽ không hiểu và không có đáp ứng được cái nhu cầu đó. Chính vì vậy mà nó cứ vậy hoài chưa được gì hết phải không? Cô gái ngồi ghế màu đỏ, em phải tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em chào mọi người, em tên là Lữ Cẩm Vi. Lữ Cẩm Vi, wow, cái tên ấn tượng dữ sao. 30 tuổi rưỡi. Cái gì có rưỡi trong nữa. 30 tuổi rưỡi là cái lứa tuổi là chín mùi, chuẩn bị lên xe hoa đúng không? Dạ. Nghề nghiệp em là gì? Dạ, em trưởng phòng kinh doanh công ty thực phẩm của Nhật Bản. Wow, trưởng phòng kinh doanh. Quê quán em ở đâu? Dạ, em quê Đắk Lắk. Em lên đây ở với ai? Ở với một con mèo. Dạ, em ở một mình. Ở một mình với một con mèo. Con mèo tên gì? Miso. Miso. Miso là miso súp của Nhật á. Tại em thích ăn miso súp. À, điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh là dễ thích nghi đến mọi môi trường. Dễ thích nghi. Hòa đồng, khi nào cũng có cái tinh thần học hỏi vươn lên phía trước á. Còn điểm yếu nè. Dạ, điểm yếu cũng liên quan tới một chút điểm mạnh. Tại vì phim thiệt thà quá đó. Thiệt thà quá, nhiều khi nói là thiệt thà quá thì tốt mà. Tốt nhưng mà kiểu như mình nói mà không biết cách hoặc là thẳng quá, kiểu như người ta sẽ bị mất lòng á. Chúng ta sẽ đến với cặp mà đôi ngồi ở ghế màu xanh nha. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Đạt và chào hai bạn nữ, chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Minh Teno, năm nay em vừa tròn 13 tuổi. Hả? À, 33 tuổi. Teno là cái gì vậy? Theo nghĩa của người vượn cổ đại ấy, thì Teno có nghĩa là không gian, cảm giác bao la rộng lớn. Wow. Em thích tự do, không gian thì cứ ôm được tất cả, trong đấy ôm được tất cả những người con gái mà em thích. Ôm được tất cả những người con gái mà em thích. Em tham quá. Bao la quá, em bao la quá. Anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời luôn á. Nhưng mà rồi cuối cùng đầy đủ tên tuổi là gì? Tên đầy đủ là Nguyễn Văn Minh. Nguyễn Văn Minh. Đang ở đâu? Giờ em đang ở Nhà Bè. Động lực nào đi vào đây? Một là tình, hai là tiền. Vào Nam để kiếm tình hả? Wow. Hay hay. Công việc cụ thể là em đang làm gì? Một là em làm kinh doanh online, hai là em làm khai vấn. Khai vấn là cái gì? Ví dụ như là chị hoặc một ai đấy mà có cái khúc mắc gì đấy trong cái tinh thần, hay là mình tự ti về bản thân, mặc cảm về cuộc sống, về cái hoàn cảnh, mình có nhiều cái nỗi sợ trong cuộc sống chẳng hạn. Ba là những vấn đề liên quan đến mối quan hệ với mình, người khác, ai đấy cũng có những vấn đề như thế thì là có thể gặp em nói chuyện, thì em có thể là giúp họ hiểu hơn về chính mình và hiểu hơn về cái vấn đề đang gặp phải. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh chắc là đi khai vấn cho người ta rồi gì. Điểm yếu là giờ này vẫn ế gì. Điểm mạnh thì cũng liên quan đến công việc, tức là em thấy là em là người biết lắng nghe. Cái điểm mạnh nữa là em nghĩ là em là người biết tận hưởng. Trước em đi Phú Quốc hầu như ngày nào em cũng ra biển nằm tắm nắng để tận hưởng cái không khí phải không? Em nên tập tận hưởng sự cô đơn nữa. Điểm yếu. Một là háo danh, hai là háo sắc. Háo danh, háo sắc. Hay á, bạn này hay. Nhiều người ta đâu có dám nói là người ta là người háo danh, háo sắc. Còn bạn này dám nhìn nhận mình là người háo danh, háo sắc là ok rồi. Háo danh là háo sao nè? Háo danh tức là em thích người khác công nhận, thích được khen. Háo sắc thì là mình sẽ dễ bị thu hút bởi những cái vẻ bên ngoài. Đấy chỉ thời gian đầu tiên thôi, sau này thì sẽ có cái sự thu hút về tính cách hoặc là từ bên trong nữa. Bạn này giống chị đó, chị cũng háo danh và háo sắc. Được, hôm nay chị sẽ cố gắng mai mối cho em vì chị thấy với hai chị em mình có nhiều cái trùng khớp. Đó rồi là thông tin của bạn Minh nha. Bạn Minh ở ghế xanh rồi, nha. Ghế xanh. Và bây giờ là bạn nữ mặc áo màu đỏ mà ngồi ghế màu xanh nè. Em phải tự giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt. Từng quý vị nha. Tên là Đặng Thường Thắm ạ. Năm nay em 8 tuổi anh ạ. Quê ở Yên Bái, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoan, hồi nãy anh kia là 13 còn em là 8. Em 8 tuổi ạ. 8 tuổi. Có cộng nhiêu nữa không nè? Để gặp anh ý rồi cộng sao? Cái số đầu là bao nhiêu? Số 2 nha. Số 2 nha, 28 tuổi nha. Bạn 13 tuổi ơi. 2 cộng nữa anh. 2 cộng hả? Cộng thêm 4 nữa, 28 cộng thêm 4. 28 cộng thêm 4 nữa. Em hiện tại thì em đang làm kế toán ạ. Hàng nhìn những con số em thật là phức tạp quá. Em vào đây bao nhiêu lâu rồi? Em vào từ 2016. Và vô đây với ai? Dạ em vô đây cùng với em gái. Xong về sau là có mấy anh chị em cũng vào luôn ạ. Em thì mới vô đây ạ. Mới vô luôn. Thì bây giờ là nguyên nhà em ở đây hết. Có một chị ở ngoài Bắc. Nhưng mà hiện giờ thì em ở với ai? Em ở một mình cùng với bạn. Ở với mẹ bạn. Em ở xa hơn á. Ở chung em. Em gái em mới sinh nên là mẹ em ở. À trời, em gái mình thì đã có gia đình, có con luôn rồi. Mà sao mình vẫn còn lang thang tới đây nhỉ? Bây em giờ đi tìm lắm nhưng mà mãi vẫn chưa thấy anh ạ. Mẹ em đi tìm hộ em á. Mẹ em đi tìm hộ em luôn. Em ở ngoài Bắc làm cái giấy độc thân cho em. Không mà tự đăng ký chương trình cho em luôn. Tự đăng ký cho em luôn. Dạ. Em là chị. Trời ơi, thương quá ha, bởi vì mẹ lúc nào cũng thương con gái hết trơn á. Mang giấy độc thân vô luôn. Bay từ ngoài Bắc mang giấy độc thân bảo em là đăng ký đi. Em không đăng ký, mẹ em tự đăng ký. Vấn đề là hôm nay em có muốn lấy chồng không? Có chứ, em quyết tâm rồi. 28 tuổi cộng 4 rồi chị. 28 tuổi cộng 4. Không sao cả, không thành vấn đề gì cả. Chị đây 45 còn chưa chồng mà em lo gì em. Bình tĩnh em. Dạ dạ. Điểm mạnh điểm yếu nè.
Điểm mạnh của em thì em là một người vui vẻ, hòa đồng và có tinh thần cầu tiến. Nhược điểm của em thì em khá là tự ti. Em tự ti như thế nào? Tự ti về chiều cao của em. Nhiều khi em ăn nói không được lưu loát á. Thấy ổn mà. Vậy thấy ok mà, không có gì phải tự ti hết. Không có gì tự ti hết. Anh thấy em có sắc rồi đó, là bên kia bắt đầu thế nào cũng háo cho coi. Có điểm mạnh như gì nữa không cưng? Nhiều khi là mình sống tình cảm ấy chị, nên là dễ người khác lợi dụng á. Ai hợp với ai thì mình chưa biết, nhưng mà nó rất là hợp lý. Quay lại với bạn Thắng ở ghế màu đỏ nha. Em trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức thì một mối tình. Một mối tình, dạ, dự bị tới 5 năm. Từ năm em bao nhiêu tuổi tới bao nhiêu tuổi? Từ năm 2013 tới 2017. Vậy lúc đó là cũng là cái tuổi kết hôn được rồi đó. Dạ, mà... đúng rồi, lúc đó là 2017 là xém cưới đó. Hai người cùng quê luôn. Em ở huyện Mỏ Cày Nam, còn bạn đó ở huyện Dòng Trơm, nói chung là cách nhau khoảng 30 phút đi đường phà. Thì nó quá được rồi, sao lý do gì à, mà cách nhau cái năm? Phà hả? Dạ đúng rồi, cách nhau cái phà đi. Bơi qua không nổi em. Dạ đúng rồi, em không biết bơi. Nhưng mà cái lý do chính là thật sự trong quá trình quen nhau thì ban đầu á là mình nghĩ là hai cái người đối lập nhau nó sẽ bổ sung cho nhau, em được nghe như vậy. Nhưng được một thời gian đầu thôi, từ từ nó tới cái giai đoạn kết hôn á khác so với giai đoạn yêu nhau. Gia đình hai bên, văn hóa hai bên cũng khác nhau. Đó em bắt đầu em mới dừng lại và suy nghĩ kỹ là mình có thể kết hôn với người con gái này không, và có thể sống với người đó trọn đời hay không, và gia đình hai bên có phù hợp với nhau hay không. Bắt đầu dùng lý trí để quyết định thì em đã quyết định dừng lại. Em quyết định chứ không phải là dạ, bạn kia rồi. Phản ứng bạn kia như thế nào? Nói chung là bạn kia cũng mất khoảng đâu đó 1-2 năm gì đó để quên. Nhưng mà bây giờ hiện tại bạn đó đã có bạn trai mới, và em thấy em cảm giác hơn. Hạnh phúc hơn khi quen em? Đúng rồi, hạnh phúc hơn khi quen em. Em có một cái điểm mạnh nữa là những người mà quen hoặc tìm hiểu em á, vừa bước qua em rồi tới một cái mối tình tiếp theo á, thì bạn nó kể lại với em đều là những người rất là hoàn hảo đối với những bạn đó. Cho nên là ai muốn mà có người yêu tốt thì có thể. Trời đất ơi, nói là ai muốn lấy chồng, ai muốn có người yêu tốt cứ quen qua em vài bữa đi, bỏ em đi là không, đừng có bỏ hả? Đừng bỏ bây giờ, đừng bỏ nữa, đừng bỏ. Bây giờ đừng bỏ nữa. Dạ đúng rồi. Bây giờ quen là quen luôn chứ đừng có đưa người ta đi nữa nha. Dạ đúng rồi, em đâu có muốn người ta đi đâu. Sao em lại quyết định tàn nhẫn vậy, quen người ta 5 năm tuổi xuân của người ta rồi mà quyết định thôi? Sao không thôi sớm đi? Em cũng muốn thôi sớm lắm, trong quá trình quen nhau là cũng mấy lần chia tay mà tính em nó hay mềm lòng chị. Chia tay xong người ta năn nỉ quay lại. Nhưng mà thật ra là hai người trái ngược nhau về cái điều gì? Em là cái người ít nói. Ừ, bạn nói rất nhiều. Ừ, chị thấy cái đó cũng được mà. Đâu, chứ bây giờ hai đứa nói nhiều chứ. Là cái lộn sao trời. Giống như chị vậy mà chị còn kiếm thêm một cái ông nói nhiều nữa là tao dẹp. Nhưng mà phải nghe chị chứ. Thì cái đó cũng ok đi. Ừ, ok. Em là cái người ví dụ đi du lịch đi. Ừ. Em thích đi gọi là khám phá văn hóa. Ừ. Còn bạn đó là đi để chụp hình check in. Em nhớ có một lần đi Đà Lạt nhưng mà phải thuê cái xe máy và chở bạn đó đi chụp hình á, thì mỗi địa điểm ví dụ như chạy về Tâm Châu, Đà Lạt gọi là Bảo Lộc, mất 30 cây, rồi đi những cái điểm chụp hình khác cũng mấy chục cây á, nguyên một ngày toàn đi chụp hình không. Nó hơi mệt và em cảm thấy nó không có happy cái chuyện đó lắm. Chứ em thích gì thế? Thích là ở một chỗ và enjoy tận hưởng. Đúng rồi, đúng rồi, dạ. Em nhậu. Là một cặp đôi với bạn này. Ở một chỗ nhậu, hưởng thụ không gian. Đúng rồi, đúng rồi anh, nhậu hay là nghe nhạc gì đó, quán cà phê nào đó đẹp đẹp á. Ok, ok, hiểu còn... hiểu. Rồi thôi chuyện cũ bỏ qua. Dạ. Bỏ qua đi. Bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cái mẫu lý tưởng của em thì giống giống chị Lâm Mỹ Dạ đó. Ở cái gì ghê vậy, móc vô đây chi căng vậy? Mẫu người thôi. Giống. Trời ơi, vậy là phải dũng cảm và gan dạ lắm đó. Ví dụ về ngoại hình thì không có cái mẫu cụ thể, chỉ là cảm xúc khi nhìn thấy người đó mình cảm thấy như thế nào thôi. Còn về tính cách thì đâu đó là cũng có những cái sở thích giống em. Ví dụ như là thích đọc sách nè, tập thể dục nè. Nói chung là những cái sở thích giúp cho người ta phát triển. Có những bạn rất là thích ăn uống và chuyên đi ăn uống, khám phá những cái món ăn. Em vẫn đi theo được, nhưng mà em thấy cái đó nó bình thường á. Thì là em không cần ăn cho nên là em mới như không, vậy. Em vẫn ăn, em có tập thể dục mà chị. Ốm mà có yếu không? Dĩ nhiên là không mà chị. Ốm mà không yếu. Dạ đúng rồi. Chắc không, chứ thấy eo ụt quá. Trời, dân tập gym mà sao eo. Dân tập gym. Dạ. Ồ, em tập ở vùng cơ nào à? Cho anh hỏi vùng cơ nào em tập bằng chỗ nào? Tại vì anh không thấy chỗ nào nó phát triển. Những cái chân á anh. À, cái chân trụ. À. Chân dưới, chân dưới. Em tận động tác nào à? Ờ. Động tác nào à? Cái động tác này nó không một ngày thì em bỏ bao nhiêu thời gian để mà tập gym? Đâu đó là khoảng 1 tiếng tới 2 tiếng. Một thể dục thể thao á. Bây giờ nói em có tin làm thử mới tin, hít đất 10 cái cho Tường coi coi. Hít đất 10 cái hả? Ừ, lâu quá chị Tường bỏ mấy cái vụ hành hạ đàn ông rồi mà hôm nay. Đơn giản quá đúng không? Sẵn khoái đi. Quá đơn giản. Quá đơn giản thôi. Thử thôi. Là bạn nói ốm không có yếu. Xuống hình như hơi thấp nha. Ta tập chạy bộ mà. Hay quá, tới chú bây giờ đó chú. Mới có 2 cái rồi phải không? 3 4 5 Chà. À. Chà. Xỉu xém xỉu.
Xém xỉu, mặt cũng đỏ dữ ha. Không, thường em sẽ tập cơ dưới nhiều hơn. Nữa, em cứ tập dưới dưới không à. Cơ dưới nhiều à, tập phần dưới nhiều hơn. Okay, okay. Ổn, ổn. Mẫu ngoại hình em là thì Lâm Vĩ Dạ rồi đó. Không phải, không ý là tùy theo cảm xúc của mình thôi chị. À, cần chung cái sở thích của em thôi. Dạ, đúng không rồi. Có điều này thì Tường cũng ghi nhận. Có những cái tính cách á, hay những cặp vợ chồng người ta nói là nó khác tính nhau á, thì về nó bù trừ cho nhau. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng nên lấy cái người có cùng chung sở thích. Dạ. Nó dễ. Mình thích ăn thịt nạc, kia thích ăn thịt mỡ. Mình thích coi phim tình cảm sướt mướt, bên kia thích coi phim kinh dị. Nó khó hòa hợp được lắm. Dạ. Không chị... lẽ hai đứa nằm trên giường mà hai tivi hai bên. Người ăn thịt, người ăn mỡ là ăn hết trục thịt. Ai cũng ăn thịt, hết dành cho thịt mỡ ai ăn. Nó cũng khó. Chỉ tình yêu không biết được. Khó lắm. À, được. Em nghĩ là tùy duyên. Tùy duyên, tùy duyên. Dạ, tùy duyên. Mà chúng ta đều là những người duyên chưa tới, chờ đi cưng. Đúng rồi. Rồi, mời Bích Bây giờ là tới cô gái ngồi ghế màu đỏ nè. Chuyện tình trường em sao? Thế là rất rối phức tạp. Hồi xưa giờ thì 5 người. 5 cuộc tình? Dạ. Thì trong đó là có 3 anh người Việt Nam, 2 anh là người Nhật. Cuộc tình nào sâu đậm nhất? Người sâu đậm nhất thì chắc có thể là cái anh người Nhật mà em quen đầu tiên đầu 2013. Cũng làm chung với nhau á, đi phượt với nhau, đi tất cả nhà hàng, cà phê, trải nghiệm với nhau rất là nhiều. Cũng có những cái tai nạn với nhau luôn. Thì em cũng nóng tính á, nhiều khi mà lúc đó em nói tiếng Nhật mà người ta không hiểu á, em tiếng Anh cũng không hiểu, cái em chửi tiếng Việt luôn. Nói chung là lúc đó mà đang giận á, là có cái gì mở trong tầm tay của em là em cầm em quăng. Vì sao hai người lại kết thúc mối quan hệ vậy? Thứ nhất là em không thích mấy người không gọn gàng, lộn thộn á. Đi tắm, đi ngủ hay đi ăn gì em cũng phải nhắc giống như em là mẹ. Phải có một cái lý do gì đó sâu đậm hơn chứ. Với một phần là thấy ảnh nhiều người xung quanh á, người nhiều vệ tinh quá hả? Hay đi chơi với mấy chị con gái người Nhật, cứ rồi mấy bà sùng sùng cũng hay đến chơi mà kiểu rất là vui mà. Em kiểu như em không có tham gia vào được á, thì em cũng không có giỏi tiếng Nhật lắm lúc đó. Em bị cảm thấy như là em giống như là ở ngoài. Chưa phải là người quan trọng nhất. Mà tại vì nếu mà em quan trọng nhất thì bạn nó sẽ tập trung focus vô em. Vậy em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Tính cách người ta không phải trưởng thành chín chắn, chững chạc, có chính kiến của bản thân. Rồi. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao ráo, thư sinh. Ở đây cao lắm em, yên cao tâm đi. À. Cao mà không biết có ráo không ạ? À? Rồi. Quá ráo luôn chị. Quá ráo luôn hả? Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua với chàng trai ngồi ghế màu xanh, quay lại với bạn Minh. Sao ngồi mé mé quá? Không gian. Tôi chỉ vậy, ngồi giữa giữa ghế đi. Rồi bây giờ sao? Rồi. Tình trường như thế nào? Mấy mối tình rồi? Tình mối tình thì chắc là mười mấy, hai chục. Tình mối tình thì chắc là mười mấy, hai chục. Rồi. Đúng không tin luôn á, không gian à? Không gian ôm được tất cả anh. Rồi sao? Nhưng mà đấy là đơn phương thôi, còn mình thích người ta thôi. Tại em háo sắc, nhìn ai em cũng thích thôi. Chứ người ta chưa thích là mình đúng không? Rồi. Đúng rồi. Thế bao nhiêu người là được thích qua thích lại? Có một. Có một thôi. Yêu khoảng 2 năm, chia tay khoảng nửa năm rồi. Mới chia tay có nửa năm thôi. Lý do sao chia tay? Cái quan điểm với cả cái định hướng của hai người nó khác nhau ấy. Bạn ấy thì sẽ thích một cuộc sống ổn định. Công việc ổn định, không có nhiều cái sự rủi ro. Còn em thì lại em hay hướng đến cái sự tự do hơn, phiêu lưu hơn, là mạo hiểm hơn. Ai là người quyết định chia tay? Em. Mười mấy cái mối tình đơn phương thì sao? Đơn phương gì mười mấy người dữ vậy? Bắt đầu yêu từ lúc học lớp 3. Trời ơi! Trời ơi! Lớp 3 đã yêu. Thì dần dần với như mỗi năm lại thay đổi thì lại thích người này người kia. Nhưng mà thích nhiều không? Tại gọi là tình đơn phương là phải thích nhiều, phải nhớ nhung, phải quan sát người đó, âm thầm theo dõi rồi này kia, vậy mới gọi là yêu đơn phương. Có đấy chị. À. Mình thu thập tất cả thông tin về người đó. À. Như vậy là em có cái đam mê trong cái việc yêu đơn phương đúng không? Thổ lộ với người ta không? Có tỏ tình không? Trời đất ơi, vậy là ông này cũng hơi dị á, hơi lập dị. Thích theo dõi người ta. Theo là... dõi, thích quan sát, rồi thích gặm nhắm mình, yêu đơn mình. Phương, rồi về tự gặm nhắm mà tự làm thơ, tự ôm cái không gian hơi ảo mộng đó đúng không? Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ muốn song phương hay là muốn đơn phương? Bây giờ muốn song phương nhá. Song phương mà bây giờ ở tuổi này rồi mà còn mơ hồ, thích mạo hiểm nữa thì làm cô gái nào mà cô dám mạo hiểm với em? Nhưng mà em đã có những kế hoạch gì cho việc kết hôn chưa? Em có rồi. Như thế nào? Nói chị nghe thử coi. Nhà cửa hay là tiền bạc hay các thứ thì có luôn. Về tâm lý sẵn sàng cho việc kết hôn là ở chung với một ai đó gắn kết với nhau chưa? Ví dụ giờ quen được một người đối tượng phù hợp thì em có tính nói chuyện kết hôn không? Có thì hợp là cưới luôn. Hợp là cưới luôn. Có nhà riêng rồi. Đó. Có tiền bạc đám cưới luôn rồi. Vâng. Ngon lành. Bây giờ nè, một người háo sắc thì cái mẫu người phụ nữ, người háo sắc như thế nào ta? Về cái ngoại hình thì đương nhiên là mình sẽ bị thu hút bởi những người mà đẹp hơn. Đấy là chỉ giai đoạn đầu tiên thôi. Còn sau khi đấy thì nếu như mà không có cái sự hấp dẫn từ bên trong thì cũng sẽ một thời gian là sẽ nhạt dần. Ừ. Trọng thứ hai là yếu tố hấp dẫn từ bên trong. Cái sự hấp dẫn ở bên trong đến từ cái sự tự tin. Tự tin. Và nếu như không thì sẽ gặp em, nói chuyện với em. Là sẽ tự tin. Rồi, chị sẽ giới thiệu cho em một người đang tự ti. Đây, tự ti, đây, tự ti. Mình hãy kể về những chuyện tình yêu của mình đi nè. Em chỉ còn 2 mối tình. 2 mối tình?
là những ấn tượng nhất, là chỉ có một thôi. Thôi kể mối tình mà sâu đậm đi nè. Mối tình đó thì năm em 24 tuổi, em vẫn còn đang đi học đại học á. Thì em quen người đó thì được hơn 1 năm. Để lúc đó là em vào thành phố chưa? Em học ở dưới Hải Dương. Em quen người đó ở dưới Hải Dương, người đó Hà Nội và xuống Hải Dương làm á. Đến hơn 1 năm thì đường ai nó đi, bởi vì người đó có người khác. Là em chia tay. Là em bị lừa dối. Dạ. Nên là từ đó em mất niềm tin. Em nói là chia tay trước. Đó không nhận là mình đã có người khác. Nhưng mà em khi mà em đưa ra, em đã có bằng chứng. Đúng rồi. Như du lịch với người kia này, hay là có những đính hôn này, hay là chụp những ảnh cưới rồi á, thì đó chấp nhận. Sao em có được những thông tin đó vậy? Khi mà em làm đồ án tốt nghiệp á, người đó cho em mượn cái máy tính. Thì em mới phát hiện ra là trong cái máy tính đó là có rất nhiều hình ảnh người ta xóa rồi. Nhưng mà ở trong cái mục thư rác á, trong thư rác vẫn còn. Thì người lý tưởng của em thì em cần ưa nhìn được. Ưa nhìn. Em thấp rồi nên em mong muốn người đó sẽ cao 1m6 rồi lên. Em cao bao nhiêu? Nói nhỏ thôi. Ok. Đó. Không có nói số 53 đúng không? Không có nói số 53 đúng không? Nói gì một tí nữa. Coi nhìn chưa nói gì hết đi. Cắt xuống là 1m53, cắt giùm em nha. Em chưa nghe thấy gì luôn, cắt cái này giúp em nhé. Cắt cái này giúp em nhé. Tính cách thì em cần một người là thứ nhất là không gia trưởng, không vô tâm, vui vẻ hòa đồng là được ạ. Không hút thuốc lá thì càng tốt. À cho hỏi hai anh kia có ai hút thuốc lá không ạ? Dạ không anh ơi. Không á. À phải phải. Có uống rượu không anh? Bố vợ mời thì uống. Bố vợ mời thì uống. Ồ. Bố vợ mời thì uống nha. Ví dụ như là nhậu với em thì được không ạ? Em mời thì anh cũng uống. Biết anh nào đang nói không? Thắng ngồi ghế đỏ đó. Chứ anh ghế xanh chưa trả lời. Biết nhậu không? Ít ạ. Em nhậu một lon thì bất tử. Bất tử luôn hả? Thì bất tỉnh luôn đó chị. Một lon bất tử. À vậy là nhậu không được luôn. Dạ. Em yên tâm đi, bên đây không ai gia trưởng mà bên đây ai cũng cao hơn 1m6 hết. Một hồi cho em lựa thoải mái nha. Rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta hỏi ý kiến người thân một chút xíu nha. Cho Tường xin nói chuyện với cô bên đây trước nè. Dạ chào cô. Xin chào anh chị với lại cả những người cùng chơi với hai bên gia đình. Tôi xin giới thiệu, tôi là Đinh Thị Suốt, quê Yên Bái. Tôi là phụ huynh của Hồng Thắm. Là cô đăng ký giùm cho cho bé Thắm luôn hả? Wow. Vô tình cũng vào đi chăm em cho nên là cũng dự được chương trình ở đây thì cũng mong muốn là qua chương trình này thì hai bên tìm hiểu để đi đến xa hơn. Cô thấy hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay như thế nào ạ? Mà nhìn chung thì các anh đẹp trai, thật thà và vui tính. Cô ngồi cô quan sát nãy giờ nghe hai bạn này chia sẻ thì cô thấy là bạn ghế đỏ và bạn ghế xanh thì ai có thể là phù hợp với tính cách của con gái mình hơn? Nhìn chung thì hai anh thì cũng hợp với lại con gái cô, nhưng mà nếu mà tính về thời gian ở Bắc mà vào Nam thì anh ghế xanh, anh ghế xanh à? là hợp với lại Thắm, là cũng ở ngoài Bắc. Rồi vậy là mẹ cũng có chốt chốt đưa ra cái ý kiến cũng rất là rõ ràng rồi nhé. Cảm ơn cô nha. Rồi em là đi theo bên đây hả? Rồi em bên chị Vi, em tên Linh, em xin chào mọi người. Em thấy là ai có thể phù hợp với Vi? Em thấy là anh Thắm hình như là cũng không biết lắng nghe lắm. Anh Thắm có nói là anh chia tay là tại vì người yêu của anh không có biết lắng nghe. Bản thân mình khi mà mình quen người khác thì mình phải là rèn luyện cho mình những cái ở bên trong trước, rồi mình phải tự yêu mình trước, trước khi mà mình muốn người khác phải lắng nghe mình, phải yêu mình. Mà chị Vi thì một phần tính cách của chị Vi cũng nóng tính một xíu. Con gái thì hay cảm xúc cho nên sẽ nhiều khi nói mà mình không lắng nghe, mình không có kiểm soát thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái mâu thuẫn. Nhưng mà còn về những cái sở thích thì em thấy khá là phù hợp. Anh ngồi ghế màu xanh thì khá là hợp gu. Ê, hợp gu em. Ôi. Hả? Dạ không hả? Ê. Em có bạn trai rồi. Kiểu như em thấy anh này khá là thật thà. Mặc dù là chị Cát Tường với lại anh Hứa Minh Đạt nói là anh kiểu hơi không gian quá, nhưng mà em thấy ảnh là khá là giống bạn trai của em, tức là không biết cách diễn đạt nhưng mà thật ra rất là có nhiều tình cảm ở bên trong, hoặc là không biết cách chăm sóc người yêu đâu, chắc chắn. Trời trời, chưa chuẩn đâu cưng. Dạ, vậy thì cứ tìm hiểu từ từ. Rồi, cảm ơn em. Mời bên nhà trai nha. Mình là người nhà của Minh, Minh Thế Lô. Dạ. Hiện tại thì đang sinh sống ở nhà mẹ, chú nhà chú em, chú anh em chú bác. Anh em chú bác. Cũng giống như là bên nhà gái vậy đó, anh cũng nhận xét hai cô gái của chương trình hôm nay giới thiệu cho hai bạn này như thế nào, và anh nghĩ cô nào sẽ hợp với tính cách của mình nhà mình hơn. Trước hết thì hai cô gái mình thấy là rất là xinh đẹp, mỗi người có một cái tính cách riêng. Thế nhưng mà để đi đến mà nó tình cảm gần gũi hơn thì mình thấy rằng Thắm áo đỏ là sẽ phù hợp Minh hơn. Cùng là người Bắc, rất là tiện lợi và cùng nhau công việc. Thế còn nếu mà làm muốn hai người mà kết đôi được vào đây thì Minh cũng rất có điều kiện. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn chương trình. Tiếp mời em trai.
Xin chào hai MC hài hước và rất là duyên dáng ạ. Có hài hước luôn hả cơm? Trời, chị sâu sắc gì mà nói chị hài hước. Em tên là Võ Văn Đạt, em làm về marketing và là bạn thân của anh Thắng. Anh Thắng là một người rất là tinh tế và ảnh biết lắng nghe, và ảnh mang trong mình một cái sứ mệnh là người kết nối, nên ảnh hay tổ chức những cái buổi offline để kết nối mọi người với nhau, và qua đó mọi người được kết thêm những cái người bạn mới. Cái người làm cái việc đó là hay ế lắm, giống chị nè. Hai bạn nữ thì mỗi bạn có một cái nét rất là riêng, và mỗi cái nét đó nó đặc trưng cho một cái vùng miền ở Việt Nam luôn. Bạn nữ ở Ghế Xanh rất là thùy mị, có cái nét gì đó nó rất là ngọt ngào của một người miền Bắc. Bạn nữ Ghế Đỏ thì lập người có vẻ rất là năng động. Theo em nghĩ thì bạn Ghế Đỏ sẽ hợp với anh Thắng hơn. Rồi, cảm ơn em nhé. Hôm nay là tôi rất là thích, hôm nay phụ huynh tham gia chương trình là ai cũng đưa ra cái chính kiến của mình rõ ràng. Bây giờ chơi thì gì nữa? Chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Hai chàng trai quà đúng không? Ừ, đúng rồi, mình hãy thể hiện trước đi cưng. Tặng. Dạ. Đây là rượu dừa Bến Tre. Dạ. Rượu luôn. Rượu hả? Dạ, có đúng rồi, rượu luôn. Dừa, rượu dừa. Dạ, dạ, quá dữ. Quá dễ. Như là hai cuốn sổ thì anh nghĩ em hợp với cuốn sổ này, như là có hình một con sói màu đen. Wow, tức là rất là tự tin mạnh mẽ. Tặng em cuốn sổ mà bầu trời mới với những đám mây màu hồng. Anh nghĩ là hợp với em. Không gian màu hồng và một con sói màu đen. Này em tặng cho anh. Cảm ơn em. Giống nhau hay khác nhau cưng? Khác nhau ạ. Khác nhau nữa, trời ơi, ai cũng khác chứ nhau. Chị khác nhau rồi. Ồ tặng anh cuốn sổ. Cái này cho anh nguyên hộp luôn, còn hai này nguyên một hộp luôn. Có số điện thoại à? Bỏ số điện thoại chồng mà định lấy về, đọc lên. Hai anh, em gửi anh món quà mà em rất thích và cũng là chút tinh tế về tinh thần của em. Mong anh cảm nhận được sự đồng đều qua mùi thơm yêu thích này của em. Mùi thơm. Mùi thơm đâu? Wow, mùi thơm gì? Có số điện thoại luôn. Có số điện thoại. Cái sự tinh tế chổng là có gửi số điện thoại. Nhiều khi chị nhát lắm, chị thích người ta mà chị không cho số điện thoại về, xong cái đứt đuôi luôn, thật buồn dễ sợ. Wow. À, sắp thơm. Tối mùi ngủ á, đốt lên nha. Rồi ok, cảm ơn em. Mà coi chừng hợp. Ok, rồi còn bên đây. Một cuốn sổ và một cuốn sách thơm. Chỉ có bên đây mới có số điện thoại, bên đây không có số điện thoại. Có luôn hả? Đại thính khắp nơi. Đọc đi cưng. Đi anh, rất vui được gặp anh. Mong anh thích món quà này. Nếu được thì mình có thể làm bạn hoặc gặp lại nhé. Mặt cười tiếp. Còn món quà của bạn gái kia là một cái cuốn sổ. Ồ, một cuốn sách. Một cuốn sách. À, bên đây là cuốn sổ và bên đây là cuốn sách. Bao giờ hết ế là hỏi em đó. Hỏi em bao giờ hết ế đó, mẹ cười kìa. Tí trả lời. Tí trả lời. À. Dạ. Hay quá. Nói thẳng luôn rồi. Bây giờ chúng ta thay đổi không khí một chút xíu. Hai bạn nữ ưu tiên trước nè, có món quà âm nhạc nào tặng cho chương trình không nè? Em hát không hay nhưng mà em hát một đoạn bolero được không ạ? Được. Bolero biết đơn không? Bolero bài gì? Không, để em tự hát chay luôn đi. Hát chay luôn không? Ok, rồi mời em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng như bàn tay. Em chỉ cần hai đứa yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình anh. Trời ơi, ngọt à. Ngọt mà quá. Giọng bolero này ngọt á. Thôi bây giờ anh vừa đàn vừa hát bài tôi nghe coi. Từ xa đằng kia em đang bước cô, làm cho tim anh như đang tăng gỗ. Cầm một nhành hồng thật đẹp trên tay. Baby ơi em xin nghĩ đêm nay. Đôi mắt long lanh như đang bù cầu. Single như anh cũng phải điên đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai. Hai đứa yêu nhau nữa đúng bài. Em ơi ok thì mình tới luôn. Nắm chắc tay em còn là mới buồn. Dù chỉ biết hay là eo vì chỉ cần em thích em cứ mang đi đôi. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình khoe cười như xinh em ơi. Lại đây với anh mình cùng sẽ hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc khoe cười như xinh em ơi. Lại đây với anh mình cùng sẽ hạnh phúc lâu dài. Lại đây với anh mình cùng sẽ hạnh phúc lâu dài. Ok ok. Thôi yeah, được yeah. Rồi dẹp đàn dẹp ca dẹp hát đi. Bây giờ vô chuyện tình yêu nè. Bây giờ cảm nhận về nhau nè. Em
Dạ. Cảm nhận như thế nào về hai cô gái bên kia? Cảm xúc đầu tiên khi gặp mặt của em như thế nào? Cảm xúc đầu tiên của em là em thấy hai bạn về ngoại hình rất là dễ thương và xinh đẹp. Bản thân em trong lòng có thấy xốn xao, xao xuyến gì chưa? Dạ cũng có một chút. Mà có nghiêng về ai rõ ràng trong lòng chưa hay là nó vẫn đang còn hoang mang chênh vênh? Trong lòng em nó cũng đã có. Ok. Đã có lật một chút. Ok, ok. Có định hướng, có định hướng. Dạ, có định hướng. Đó. Còn em? Ấn tượng đầu tiên thì cũng hơi hồi hộp. Cũng có cái sự ấn tượng bên hơn một chút. À, vẫn có định hướng luôn rồi. Rồi em, Vivi. Em đầu tiên thì cũng cảm thấy hai anh đều là bánh bao, đưa nhìn. Còn cái cảm xúc của em thực ra tại vì cũng vì em cũng 6 năm rồi không có quen ai. Cho nên có thể là nó chưa thực sự nó... Nó chưa có nóng lên đúng không? Nó chạm vào ấy. Mời bé Thắm đúng không? Em thấy hai anh vui vẻ và hòa đồng. Còn ngoại hình thì đúng với ngoại hình của em đang mong muốn. Còn về tình cảm thì khoảng thời gian là chuyện này rất là ngắn. Nên là mình không thể tiếp xúc được nhiều nên mình cũng không cảm nhận được nhiều á. Còn nếu mà sau chương trình này dù bấm nút hay không thì mình vẫn sẽ là người bạn. Cũng có thể là sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu. Hôm nay chị cảm nhận là bốn bạn ai cũng rất là có sự đầu tư nghiêm túc. Thế bây giờ mình phải tự tạo cơ hội cho bản thân. Bây giờ chị sẽ dành ưu tiên cho cặp đôi này, rồi cho cặp đen trước đi. Cặp đen là cái gì? Áo đen á. Hai bạn có thể tự trò chuyện, hỏi chuyện nhau, muốn hỏi gì hỏi. Cho anh hỏi là trong 6 năm vừa qua, lý do nào mà em không có quen một cái người mới? Cảm ơn anh đã hỏi. Thứ nhất, công việc của em cũng khá bận. Còn cái thứ hai là em chưa thực sự tìm thấy cái người mà lãnh á. Động chạm tới cái phần cảm xúc tới cái phần trời ơi của mình nhất á. Những người mà em chủ động tỏ tình thì người ta không thích em, còn những người mà em không thích thì người ta lại cứ theo em. Cái điều gì trong tình yêu mà anh cảm thấy là không thể chịu đựng được phải dẫn tới đổ vỡ chia tay? Là hai người không có tìm được tiếng nói chung và hiểu nhau thôi. Anh rất thích một con nói đó là tận nhân lực tri thiên mệnh, tức là mình sẽ cố gắng hết sức nhưng cuối cùng kết quả cuối cùng vẫn là sự phù hợp giữa hai người và hai người có thể kết hôn và ở cạnh với nhau cả đời hay không. À, cũng phải cố gắng tận nhân lực nha. Dạ, chứ mình rồi. Đừng có suốt ngày mình chờ tri thiên mệnh không, không có đâu nha. Thế là cặp đôi kia mà mình với Thắm, hai bạn có thể trò chuyện với nhau vài điều. Thắm có muốn hỏi gì anh không? Anh hỏi chưa đi. Cái điều gì mà trong ví dụ trong tình yêu là điều em không thể chấp nhận được? Sự lừa dối anh ạ. Hai người có vấn đề gì đó phải nói thật với nhau. Ừ, anh quen người này. Nhưng mà khi mà anh đã kết thúc với người cũ rồi thì đến với em không sao. Nhưng mà khi mà anh vẫn còn dây dứt với người cũ mà đến với em không chấp nhận. Anh muốn quen bao lâu thì anh kết hôn? Nếu mà nhanh thì là ngày mai, còn lâu thì chưa biết được. Thế thì mình kết hôn luôn đi anh. Thế thì mình kết hôn luôn đi anh. Tại sao mình phải để ngày mai mà không phải là hôm nay? Đúng. Mọi người thực ra thì cái đấy nó phải phụ thuộc vào cả hai phía và rất nhiều yếu tố. À. Một buổi quay này thì cũng chưa thể hiểu hết được. Chắc chắn là mình sẽ phải có thời gian mình tìm hiểu thêm. Thật ra nãy em nghe rõ chứ chị có hỏi câu đó rồi. Và anh nói mọi thứ đã sẵn sàng, nhà cửa tiền bạc. Giờ quan trọng là cưới ai thôi. Em nghe nói là anh quen hơn 20 người đúng không? Đơn phương. Đơn phương 20 người. Có một mối tình à. Mối tình đó làm sao mà hai người chia tay anh? Anh thấy là cái quan điểm sống với cái định hướng hơi khác nhau. Bạn kia thì bạn ấy muốn một cái cuộc sống đại loại cái mức độ an toàn cao hơn. Nhưng mà anh thích cái sự trải nghiệm. Ví dụ như em mà em muốn sự an toàn, ví dụ như là mình muốn hạ cánh là ổn định đó, thì anh có chấp nhận cái điều đó không? Anh cũng rất là muốn sự an toàn. Nhưng có nghĩa là mình đi tới cái mức độ ấy. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ anh vẫn còn đang, cũng như là hướng của anh là vẫn còn đang phiêu du, cũng như là anh muốn đó. Đây đó là kia đó, vẫn chưa cố định một chỗ. Muốn trải nghiệm hả? Muốn trải nghiệm vẫn chưa muốn qua bãi đáp. Anh cũng nghĩ là cũng muốn tham gia chương trình này, tức là cũng muốn có được cái tình yêu. Sau đấy thì hợp nhau thì có thể đến cưới. Khoảng thời gian mà vậy là bao lâu anh? Có nghĩa là em muốn cái con số nó chính xác. nhanh có thể là ngày mai hoặc không là phải ngày nói sau. Gì được, không phải. Đó là cụ thể. Nếu em rất nghiêm đúng, túc. Nếu câu em hỏi này đúng rất người nghiêm túc rồi đó. Mà đã tìm hiểu người đó là yêu thương nhưng mà em đã sẵn sàng đám cưới chưa? Câu này hồi nãy chị có hỏi em rồi. Nếu như hai người đã yêu nhau và đã tìm hiểu và thấy hợp và quyết định đi tới thì mấy tháng thì cũng có thể làm được. Em không tìm một người hoàn hảo để em yêu, nhưng em sẽ yêu người đó một cách hoàn hảo nhất. Ok. Bây giờ chị sẽ tạo cơ hội cho các em một lần cuối cùng nữa. Mời hai cặp đôi bước qua và nắm tay nhau 30 giây thôi. Đây, nhìn theo anh. Ok. Nhìn theo anh. Anh không biết kết quả ngày hôm nay là như thế nào, nhưng mà anh hy vọng là sau ngày hôm nay em sẽ mở lòng hơn nữa để đón nhận. Tại vì anh thấy đa phần mọi người lựa chọn cuộc sống độc thân bởi vì họ ngại có một người khác bước vào thế giới của họ. Và khi chúng ta yêu thì chúng ta phải mở lòng và để một người khác bước vào thế giới của mình, cùng nhau phát triển, cùng nhau thay đổi để ngày càng có những cái khoảnh khắc tươi đẹp hơn. Chào Thắm.
thì chắc là cái thời gian ở trên chương trình thì nó không có nhiều, cho nên là chắc chắn mình sẽ có cái thời gian để mà tìm hiểu thêm, cứ lắng nghe cho con tim mình thôi. Okay, cảm ơn em. Tôi nghĩ rằng là quý vị khán giả ngày hôm nay cũng rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thời khắc quan trọng nhất, phải đưa ra cái quyết định của mình. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút. Nếu mình muốn kết nối với đối phương ngồi ở ghế màu nào thì bấm cái nút màu đó. Và nếu như các bạn trùng khớp với nhau, bạn này bấm qua, bạn kia phải bấm lại thì mới thành một cặp đôi. Xin mời các bạn nhắm mắt lại và nghe hiệu lệnh từ bạn Hứa Minh Đạt. Các bạn hãy hướng mặt ra phía trước và nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3 2 1 Trong lòng em nó cũng đã có đã có lật một chút. Có định hướng, có định hướng. Còn em? Ấn tượng đầu tiên thì cũng hơi hồi hộp, cũng có cái sự ấn tượng bên hơn một chút. Vẫn có định hướng luôn rồi. Em cũng 6 năm rồi không có quen ai, cho nên có thể là nó chưa thực sự nó chưa có nóng lên đúng không? Nó chạm vào ấy. Khoảng thời gian là chuyên này rất là ngắn, nên mình không thể tiếp xúc được nhiều, nên mình cũng không cảm nhận được nhiều. Còn nếu mà sau chương trình này 4 nữa hay không thì mình vẫn sẽ là người bạn. Cũng có thể là sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu. Khi mà anh đã kết thúc với người cũ rồi thì đến với em không sao. Nhưng mà khi mà anh vẫn còn thấy rất với người cũ, đến với em không chấp nhận. Bấm. Và thời gian đã hết. Hết thời gian. Chỉ có một chiếc đèn màu xanh. Tại sao em không bấm? Hai bạn nữ ngày hôm nay cũng rất là xinh đẹp và có những cái nét cá tính riêng. Nhưng mà em nghĩ là về mặt cảm xúc thôi. Tức là sau đó là sau chương trình này em với hai bạn vẫn sẽ làm bạn với nhau và sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Đối với em bây giờ ngay lúc này thì cái cảm xúc để bấm nút chưa có đủ. Em gái, anh Thắng có nói thì cảm xúc hiện tại em cũng tương tự, cũng chưa đến cái mức mà em phải lựa chọn luôn. Còn Thắm, em có nghĩa là em chưa cảm xúc nhiều. Bạn ghế xanh thì khi em hỏi về cái có nghĩa là dự định á, bạn vẫn còn do dự. Em đã bấm cái nút màu xanh, có nghĩa là em cũng có cảm tình với cô gái ngồi ghế màu xanh. Nhưng mà ý cô nói rằng khi cô đã hỏi trực tiếp em nhưng mà em trả lời còn do dự. Em có gì để em thấy là bình thường ạ, thì là cũng nên theo cảm xúc của mình thôi. Cảm ơn các bạn, mời bốn bạn ra phía trước. Cảm xúc thì không có tại sao và họ chưa rung động thì mình phải chấp nhận thôi. Thay mặt cho chương trình, cảm ơn tất cả bốn bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các phụ huynh đã đi theo để ủng hộ cho các con em của mình. Và chúc cho các em sẽ sớm tìm được một cảm xúc thật sự, một cái cảm xúc mà gặp chúng ta sẽ sạc điện liền, rung động liền. Chúc các em cũng sẽ thành công trong cái sự nghiệp của mình. Và hẹn gặp lại các em ở chương trình khác, ví dụ vậy. Ok. Rồi, thank you, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm là cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn nha. Rồi, thằng Gem. Và các bạn thân mến, đối với các cặp đôi thất bại đừng lo, chương trình cũng đã dành tặng cho các bạn một phần quà là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một cái ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân có thể tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nhé. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và CH Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.
Bạn trai không có muốn lập gia đình, thành ra là em cũng chia tay ạ. Ủa sao quen không muốn lập gia đình? Dạ, thì yêu là yêu thế thôi, em cũng không biết nữa. Trời ơi, dễ nhìn ghê. Nhìn là thấy mà. Bình tặng hình của Bình đó hả? Có em đẹp hơn nhiều. Dễ thương quá chứ hả? Dạ. Hình mình chụp nào dễ thương quá. Anh ấy rất là chu đáo. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chào. Bây giờ em giới thiệu về mình đi. Xin chào mọi người. Em tên Lê Thanh Bình, năm nay 40 tuổi. Hiện đang là nhân viên của ngân hàng SCB. Tham gia chương trình này mục đích là muốn thoát ế. Thoát ế? Dạ. Bình quê ở đâu Bình? Em người Sài Gòn chị. Rồi, mời bạn giới thiệu. Chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Ngọc Châu, hiện tại 36 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình làm công việc gì Châu? Dạ, em là nhân viên truyền thông sự kiện ạ. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Châu nè? Em biết chăm sóc người khác, biết nấu ăn ngon và rất là yêu trẻ con ạ. Ngoài ra thì em nhìn mọi việc rất là nhẹ nhàng, cho nên là con người cũng rất là thoải mái. Rồi, dạ. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm? Em cũng hơi rụt rè, nhút nhát trước đám đông ạ. Bạn trai bên kia. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em á là tự tin, nhà cửa và nói chung kinh tế thì là cũng ổn định rồi. Có thể nói là chín mùi để mà lập gia đình. Đó, còn nói về sở trường hay là gì thì em thích ca hát và rất thích chơi game online. Trời ơi, 40 tuổi rồi mà chưa lấy vợ, không lo đi kiếm vợ mà không, chơi chị, game em online. Em chơi game em được đi nước ngoài đó chị. Hả? Chơi game được đi nước ngoài đó. 40 thì... tuổi mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Em trải qua chính thức là 3 mối tình. 2 mối tình đầu là cũng có thể nói là do em xui xẻo nên đến lúc phút cuối thì lại không thành. Nên mà lý do sao? Em bị tai nạn mà gãy chân 2 lần luôn. À trời ơi. Mà lý do là tại vì em rất là mê thể thao, đúng không? Đá banh. Hồi đó là em ốm chứ không như bây giờ. Em chơi thể thao đó hả? Không, hồi trước em ốm em đẹp lắm anh. Tại vì gãy chân rồi không đá được nên nó mập thế. Rồi sao? Rồi gãy chân rồi bạn gái bỏ hả? Không chị, thời điểm mà em bị gãy chân trùng lúc là bạn gái em lại có điều kiện đi xuất ngoại, một người thì đi Úc, một người thì đi Mỹ. Đến lúc đó em không có thể đi cùng. Thậm chí là hai người là em bị gãy chân 2 lần luôn hả? Dạ đúng rồi, hai mối tình đó là đến phút cuối là bị gãy chân hết. Thôi đừng quen nữa. Dữ vậy. Không anh. Lo quá vậy. Nhưng mà xui thôi, bây giờ hết xui rồi. Hết xui chưa? Nhưng mà nó nghe nè, như vậy là trước khi mà bị gãy chân á là mình đã có kế hoạch đi chung với nhau chưa? Dạ có chị. À có kế hoạch đi chung, rồi tới lúc mà chuẩn bị đi thì mình gãy chân nên mình ở lại chuyến phà. Dạ không? Đúng rồi. Nói xui là đúng rồi đó. Nói chung giờ đừng hẹn đi đâu nữa nha. Thôi ở Việt Nam cho nó chắc. Việt Nam không đi đâu nữa hết. Không có điều kiện thì đi nữa hả? Dạ đi. Rồi thôi cô gái. Em thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2-3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là kéo dài 5 năm ạ. Lúc đó thì tụi em cũng còn rất là trẻ. Mối tình vừa qua thì cách đây 2 năm bạn trai không có muốn lập gia đình, thành ra là em cũng chia tay ạ. Ủa sao quen không muốn lập gia đình? Dạ thì yêu là yêu thế thôi, em cũng không biết nữa. Lúc đó thì con tim nói là yêu, nhưng mà khi yêu lâu quá mình cũng lớn tuổi rồi cho nên không nói tới chuyện lấy gì hết. Dạ không. Thôi chia luôn. Dạ. Thôi bỏ đi em, bây giờ mình tìm cái mới em ha. Dạ. Bây giờ mình là giữ tuổi này là muốn lấy chồng lắm rồi đúng không? Dạ. Mình đặt ra tiêu chí tìm người bạn trai như thế nào nè? Em muốn tìm bạn trai thì nhìn ngoại hình dễ nhìn một chút, cao trên dưới 1m7. Ngoại hình mình đây dễ nhìn lắm, nhìn là thấy. Nhìn khỏe mạnh, tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết cảm thông và chia sẻ với người khác ạ. Rất vui, bên này rất vui, rất dễ thương. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích bạn trai lăng nhăng, nói xạo. Dạ thôi, vậy thôi phải không? Dạ. Lát nghĩ ra gì nói tiếp. Dạ. Rồi. Bạn trai thì sao? Tiêu chuẩn bạn gái của em là như thế nào? Dạ, tới em đúng không? Tới em đó. Tới em đó. Em thì đơn giản lắm, chỉ cần dễ nhìn là được rồi, chứ mà không cần đẹp lắm.
Nhưng mà cái điều quan trọng em muốn là bạn gái mình phải biết nấu ăn. Nấu ăn ngon á. Nấu ăn chi nữa? Thì đã bên em vừa nói là nấu ăn ngon thì bữa nay nấu ăn ngon yên tâm. Dạ. Để đi làm mệt về nhà thì có một bữa cơm gia đình thì nó sẽ ấm cúng và nó có không khí gia đình. Nếu anh như em, mình kiếm người nào không biết nấu ăn? Sao vậy? Nấu dở đang khỏi ăn. Tốn tiền, ra ngoài tốn tiền. Trời ơi, dễ nhìn ghê. Nhìn là thấy mà. Cao chưa mét, chưa đến mét 8 chị Cát Tường. Chưa tới mét 8. Chưa tới mét 7, mét 68 thôi. Giờ muốn lấy vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi. Mình coi như công việc, nhà cửa, mọi thứ ổn định hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ được là tiến tới hôn nhân luôn đúng không? Đúng. Đám cưới giờ ở đâu? Ở nhà. Nhà ở nhà đâu? Ở quận 5. Ở quận 5, ở một mình hay ở với ba mẹ? Hiện giờ là đang ở với mẹ và gia đình của chị, có mặt bằng để cho thuê, có kinh tế thêm. À vậy hả? Mình kế hoạch mình đời. Kế hoạch mình là định sinh mấy đứa con? Cái đó trời cho, chị không biết được. Trời cho ha. Dạ. Sau này kinh tế thì ai giữ? Vợ quản lý. Vợ quản lý. Dạ. Em chỉ lo kiếm tiền thôi. Em dễ thương lắm thiệt, em có duyên lắm á. Bây giờ anh qua anh coi đàn gái thế nào. Dạ, nha. Dạ coi mẹ em. Ô chào em gái, dễ thương quá. Anh đến dễ thương thiệt. Dạ. Anh có duyên lắm, nãy giờ anh cười hoài à. Vấn đề chỗ nào? Bây giờ em lấy chồng, em làm dâu đó. Dạ. Anh nghĩ sao? Dạ được ạ. Được đúng không? Dạ. Ảnh coi như ổn định hết rồi. Dạ. Có sẵn hết trơn rồi. Dạ. Nhà có cho thuê rồi. Có cho thuê rồi nữa đó. Anh dễ thương. Nếu anh làm ngân hàng thì anh tiếp xúc rất nhiều cô gái xinh đẹp. Dạ. Ừ. Em có ghen không? Dạ em cũng có ghen chút chút ạ. Chút chút. Nhưng mà em sẽ cố gắng là tiết chế làm sao để đừng có tạo một cái sự xáo trộn của gia đình. Em có thích lãng mạn không? Dạ em rất là thích lãng mạn ạ. Thích lãng mạn. Dạ. Em trai ngân hàng có lãng mạn không? Có anh. Có. Em lãng mạn dữ lắm. Rồi em nấu ăn ngon cho anh ăn nha. Dạ. Phải chăm sóc anh kỹ chút xíu nha. Dạ. Em sẽ tìm hiểu xem là anh ấy thích ăn món gì. Ừ. Em không ngon thì em sẽ nấu làm sao. Đúng em rồi. Làm sao cho nó ngon. Đúng rồi. Dạ. Bò, bánh tiêu, bánh ngọt vậy đó. Cứ làm cho anh ăn nha. Bây giờ chị hỏi nè, hôm nay là mình đi, em đi với ai? Có đi người thân không? Dạ, em có đi với mẹ, với em dâu và các anh chị ở cơ quan ạ. Trời, đông dữ. Dạ. Chị em hả? Dạ. Đâu chị em đâu? Em chào anh Huyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào chị. Chị thấy bên đây cái anh này rất là tới tuổi, rất là chững chạc và rất là vui vẻ. Nếu mà cảm thấy được thì em cơ hội để tìm hiểu tiến đến. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bình đi với ai Bình? Em đi với chị ruột và hai đồng nghiệp ở bên cơ quan. À, nghe chị ruột coi. Là chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Thấy em này cũng được và vui vẻ. Mong là hai đứa có thể đến với nhau. Tại vì em nó cũng tới tuổi rồi. Còn nít lắm. Quá tuổi rồi. Đúng rồi, cũng hơi chưa chững chạc. Còn con nít lắm. Sao anh nói ông vậy? À. Kéo màn cho anh ấy gặp mặt cô ấy. Nhanh nhanh đi, cặp này lẹ lẹ đi xuống còn tính việc nữa. Chào em. À có con. Dạ, cảm ơn. Thằng em tốt rồi. Dạ. Thấy có thất vọng về ngoại hình không? Dạ, mai mốt về thì tập một chút xíu để cho bụng nhỏ lại. Chắc chắn rồi, anh nghĩ là phải vậy, ai cũng nói vậy hết. Dạ. Tức là đừng có mập quá. Dạ. Mập bụng không tốt lắm. Anh thấy em thế nào ạ? Em rất là đẹp, rất xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Qua cách nói chuyện thì anh thấy là em người rất là chu đáo, rất là chững chạc. Dạ. Rất là phù hợp. Dạ. Vậy nếu mà được thì anh tính chừng nào kết hôn ạ? Nếu mà thuận lợi thì càng nhanh càng tốt. Tại vì cả anh và em đều là rất là chín mùi để lập gia đình. Dạ vâng ạ. À. Em cũng mong chúng ta cùng cho nhau cơ hội. Ủa chưa nói gì cho cơ hội gì. Mình phải nói chút xíu đi. Bây giờ đầu tiên á, dạ, là em có thể hát tặng cô ấy một sợ bài nào đó. Chín quá. Dạ được anh. Em thì không ngại hát đâu. Em thì chín bên kia chưa chín đâu. Em có thích nghe hát tiếng Anh không? Dạ có. Anh xin hát bài I Swear, có nghĩa là tôi xin thề. I swear
By the moon and the stars in the sky, and I swear, like a sailor that's by your side, for better or worse, till death do us part, I'll love you with every beat of my heart, and I swear. Nhưng mà chị nói nghe nè, cho chị tò mò xíu, tại vì anh này anh hấp dẫn chị á, anh lôi cuốn chị quá, chị muốn coi anh bự vậy anh tặng cái gì mà có hộp quà bự vậy. Được chị. Dạ. Được. Em mở ra em coi đi cho chị có ké chứ. Từ đây đây chị cầm bút, để cho anh mở luôn đi, anh ra lăn xíu. Em mở này. Dạ dễ thương quá. Bình tặng hình của Bình đó hả? Có em đẹp hơn nhiều. Dễ thương quá chứ à. Dạ. Hình mình chụp nào dễ thương quá. Anh ấy rất là chu đáo. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi bây giờ chúng ta phải tính chuyện hẹn hò sao? Đúng rồi. Từng ta gặp nhau mấy lần? Quận Nam với quận Bình Thạnh cũng gần nhau ấy. Đúng rồi, đi độ 15 phút. Dạ. Vậy mình bấm nút anh ha. Trời, trời đất ơi. Từ từ đi. Dạ. Giận con này dễ sợ vậy đó. Chưa kịp làm giá đang treo giá bán ở ngân hàng vậy trơn trời à. Dạ. Có chị đây em yên tâm đi chứ em lo gì mà em vội vã vậy. Em là sắp chín nhưng bên đây là sắp rụng, em hiểu không? Dạ. Em phải từ từ chứ. Làm vậy là bể kèo hết rồi, thiệt tình đó. Tính làm giá đi. Thôi thôi được rồi, thôi xong rồi. Quay ra đi, đặt tay lên nút bấm đi. Thiệt tình. Thôi, bây giờ nè, trước khi bấm nút là em có muốn nói gì với cô gái không? Thật tình cảm lãng mạn nào? Đừng hát bài que que xiên que gì đó. Hát tiếng Việt thôi, để ta nghe rõ. Dạ giờ thì không hát nữa. Ừ, mà nói dạ, cũng được. Dạ chỉ nói thôi. Đúng. Thì em cảm thấy là hôm nay chương trình đã chọn cho em một người rất là phù hợp. Thì anh em hy vọng là cái mối quan hệ này sẽ tiến xa. Ít nhất là đoạn đường sẽ tới đó. Tới đâu? Tới chỗ hôn nhân, hôn nhân. Để mời hai bạn bấm đi. Đặt tay vào nút bấm đi. Ở đâu? Ở đâu? Giống như chơi game vậy đó. Tìm nút đi. Rồi thấy không? Chúng ta đều đã có tuổi hết rồi nha, phải quyết định thật kỹ. Và có trách nhiệm với nút bấm của mình, không phải bấm để rồi vui nha các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm quá trời. Em có bấm không? Trời em bấm quá trời luôn anh. Quá trời luôn hả? Dạ. Kiểu như chơi game mà nó bị game over đó. Rồi nắm tay cô gái bạn của mình đi. Bắt đầu từ bây giờ nha, các bạn chính thức đã hẹn hò với nhau và trở thành bạn trai bạn gái với nhau. Kỷ niệm này. Cảm ơn. Hả? Chương trình sẽ gửi tặng cho các. Quỳ Linh mong muốn rằng cái niềm vui này, những hạnh phúc này nó sẽ theo mãi với cặp đôi này đến suốt cả cuộc đời luôn.